nhà Đức Bà Rịa Vũng Tàu. Xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Em là Điền đây. Có nhiều cô chú anh chị liên hệ và hỏi em là Xuyên Mộc nằm ở chỗ nào và chỉ đường cho cô chú anh chị mình đi á. Thì bây giờ em Điền sẽ làm một cái video. Trước mặt màn hình đây là anh chị có thể thấy là đây là Google Map hay là gọi là bản đồ đó anh chị. Thì em chỉ anh chị cái đường đi cụ thể cho anh chị dễ hiểu nhất là cái huyện Xuyên Mộc nằm ở đâu nha anh chị. Thì đây là vị trí của huyện Xuyên Mộc mình anh chị. Đây là ngay trung tâm huyện luôn nha anh chị, trung tâm huyện Xuyên Mộc luôn. Thì hiện tại em đang ở là vị trí em đang ở là ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Cũng như em nói chung chung cho anh chị dễ hiểu là bây giờ này, em sẽ nhấn vô cái bắt đầu này. Em đang ở quận 7 Hồ Chí Minh nha anh chị. Rồi nhấn bắt đầu đi về này. Hướng đông lên thì đường Nguyễn Văn đường Linh đi sẽ như thế nào. Và đây là đường đi của mình. Từ Sài Gòn mình đi về thì mình bắt đầu đi vào đường cao tốc á anh chị. Thì mình sẽ đi vào đường cao tốc là mình sẽ đi là 17 cây số đường cao tốc anh chị, và rẽ xuống cái ngã rẽ xuống Long Thành, rẽ xuống cao tốc Long Thành. Rồi mình tiếp tục đi tới là nối tiếp là quốc lộ 51 anh chị. Này, quốc lộ 51 này anh chị có thể thấy nè. Đó. Và mình đi tiếp quốc lộ 51 là 18 cây số. 18 cây số và mình sẽ có một cái con đường là đường B1 anh chị. Đó. Mình B1 xong mình đi đường B1 khoảng là 1 cây 2 thôi. Mình có ngã tư đây, mình rẽ bên tay phải. Rồi mình đi tiếp là 1 cây số tới ngã 3, mình rẽ bên tay trái. Rồi mình đi tiếp đi với cái đường Mỹ Xuân Ngã Giao anh chị. Rồi. Mình đi Mỹ Xuân Ngã Giao mình chạy thẳng miết tới cái vòng xoay Bình Giã Lê Hằng Phong nè. Đó mình đi tiếp là 21 cây đó. Rồi mình sẽ tới. Rồi mình sẽ tới ngã ba đây. Mình sẽ rẽ bên tay phải. Mình đi đường này là tiếp tục là 6 cây 8 anh chị. Đường này là mình rẽ xuống đây là mình đi tiếp là 6 cây 8 Bình Giã Đá Bạc nè. Đó. Rồi mình có vòng xoay mình ôm bên tay trái nè. Anh chị có thể thấy nè. Mình tiếp tục đi là 4,4 cây số đường này. Đường Đá Bạc này. 4 cây số, 4 cây 4 rồi. Mình sẽ tới được là cái vòng xoay xã Phước Tân. Xã Phước Tân là thuộc địa phận huyện Xuyên Mộc rồi anh chị. Rồi mình tiếp tục đi là đó, mình đi tới xã Phước Tân nè. Đó mình rẽ vào bên tay phải là mình đi đường DT, đường tỉnh 328 là khoảng là 3 cây 7 anh chị. 3 cây 7 là mình đi xuống được là này rồi, được ngay chỗ trung tâm huyện Xuyên Mộc luôn anh chị. Đó. Huyện Xuyên Mộc mình đây. Và biển Hồ Tràm đây anh chị. Đó. Và các dự án và khu resort của mình đây. Nối theo đường ven biển rất là nhiều. Đường ven biển Lộc An, Bình Châu. Đó. Rồi, mình nối tiếp Bình Châu rồi bên này. Rồi tới đây là ranh giới địa phận giữa Bình Thuận và Bà Rịa Vũng Tàu rồi. Này, anh chị có thể thấy nè. Đó, Bình Thuận Bà Rịa Vũng Tàu. Đó, ranh giới của hai bên. Và bên này thì là địa phận của Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Ui, cũng là nằm trong huyện Xuyên Mộc mình luôn anh chị ha. Đó, Tân Lâm nè. Đây là ranh giới giữa Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Hay nói nói chung Bà Rịa Vũng Tàu là nói chung, còn nói riêng là huyện Xuyên Mộc mình giáp nha anh chị. Rồi em cảm ơn anh chị đã xem video của em. Rồi anh chị cảm thấy video hay thì nhớ like và subscribe kênh em ủng hộ em nha. Rồi em cảm ơn anh chị đã xem.